Ngày 23 tháng 2, không khí lạnh đã chi phối toàn bộ thời tiết khu vực Đông Bắc Bộ và tiếp tục ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Mưa nhỏ tiếp diễn ở miền Bắc và kéo dài đến hết ngày từ tháng 2. Sau đó, khu vực này bước vào giai đoạn mưa phùn và sương mù sáng sớm duy trì đến hết tuần sau. Năm 2024, thanh tra Bộ Công an, cơ quan kiểm soát tài sản thu nhập Bộ Công an sẽ tiến hành xác minh tài sản thu nhập của 8 trưởng phòng thuộc các đơn vị Cục An ninh điều tra Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Pháp chế và Cải các Hành chính, Tư pháp, Học viện An ninh Nhân dân, Thanh tra Bộ Công an, Bệnh viện 199. Đây là năm thứ ba Thanh tra Bộ Công an, Cơ quan Kiểm soát Tài sản Thu nhập Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của luật phòng chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định 130 của Chính phủ. Thông tin liên quan đến sự việc 40 ngôi mộ ở Nghĩa Trang, phường Tây Mỗ của Nam Từ Liêm, Hà Nội bị đập phá lãnh đạo công an phường Tây Mỗ cho biết đơn vị đã bắt được nghi phạm. Bước đầu công an xác định đối tượng gây ra vụ việc sinh năm 2008 có dấu hiệu tâm thần nhẹ. Lực lượng chức năng đang tiếp tục xác minh làm rõ. Bốn học sinh thuộc khối 4 và khối 5 trường tiểu học và trờ cơ sở xã Bao La, huyện Mây Châu, tỉnh Hòa Bình bị ngộ độc phải đi cấp cứu. Qua lời kể của các bạn học, các em này đã uống một loại nước ngọt được bán ở sạp hàng trước cổng trường. Sau đó có biểu hiện đau bụng, nôn mửa công an xã bao la và cơ quan chức năng của huyện mai châu đã đến sạp hàng nơi sở ra vụ việc thu mẫu để xác minh và làm rõ nguyên nhân